Có vẻ như là rất là sức yếu lắm nhỉ? Em thấy là tay chị cũng tay nhỏ nhỏ này. Tay phải chị bị liệt hẳn rồi. À, cái tay bên này là hiện tại không dùng được hả chị? Không dùng được gì à? Nó bảo là bỏ chị thì không yêu con nữa, không yêu chị nữa thì chị mới quay lại ở với bố mẹ. Lúc đấy chị quay lại là bố vẫn còn. Cả hai vợ chồng, em trai và anh trai nữa thì quay lại về nhà thì không có chỗ ngủ. Xong là chị mới xin bố ở Chuồng Trâu này. Ở dưới này mới mắt và bị ngất. Sợ là ngồi ở trên bậc thang đấy là sợ bị ngất là rơi xuống. Không may và thế. Thế thì chị bị như này thì thường thường là một ngày là chị bị tầm bao nhiêu lần? Nếu trước là bị một ngày tầm 5-6 lần. Bị ngất đi chị không biết gì. Hôm kia chị cũng này, trời sắp mơ là bị này bị ngất là xong chị bị ngã kia chị không biết gì này. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của cô Nguyệt. Cô có gửi cho cháu Lực là 5 thùng xốp này, cộng thêm với lại là thêm một bao tải nữa. Thêm là một thùng bì cắt tông nhỏ và một bao tải lớn này, đâu đó tầm độ là 40 cân thì gửi cho chị Thiêm. Chị Thiêm mà bị động kinh ở bên anh chị Quyền Yển là có chia sẻ lên đấy các bác. Thì ở phim video trước thì cháu Lực cũng đã đăng tải lên rồi và chia sẻ lên thì cô đã gửi cho cháu Lực là bao nhiêu. Và ngày hôm nay thì cháu Lực cũng có điện cho anh chị Quyền Yển thì có nói với anh chị là cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của cô Nguyệt, là muốn gửi tặng tới cho chị Thiêm mà bị động kinh đấy các bác. Cháu Lực cũng theo dõi ở trên video mà anh chị Quyền Yển chia sẻ lên thì phải nói nha, những lúc mà chị ấy bị co giật đấy các bác, bị co giật thì rất là nguy hiểm, nhìn thấy là chân tay là run hết cả lên kìa. Thậm chí là đến hành động đến lúc đấy nếu mà không có người ở gần của bác nha, có thể là dẫn đến tử vong rất là cao. Thí dụ như là đang đi trên đồi chẳng hạn mà bị như thế mà lăn quay xuống một cái là coi như là không còn gì để mà nói nữa rồi, là hết thuốc chữa rồi cô bác. Và ngoài là cái phần quà này ra thì cộng còn thêm là một cân tép nữa cô bác. Ở đây thì cô có bảo với cháu Lực già là ở đây sẽ gồm là quần áo này, thêm là dép nữa. Dép này thì ở trong này thì có khá là nhiều đôi. Cô bảo là cho nhà của chị Thiêm ấy là mỗi người một đôi, xong còn dư còn lại thì cháu Lực sẽ đem về. Và tới những cái hoàn cảnh nào không có thì cháu Lực sẽ tiếp tục là gửi nốt. Và hiện tại thì cháu Lực đang đi trên một cây cầu treo này cô bác này. Cây cầu này thì là đâu đó là ít nhất chắc phải đầm độ đến 200-300 mét, rồi làm từ bằng gỗ này với lại thêm là sắt nữa. Cái cầu treo này thì nếu mà để mà hai cái xe máy đang đi cô bác nhá, một xe máy từ bên kia về là rung hết cả lên đấy, nó cứ đi bập banh này, rất là nguy hiểm. Để mà nói nguy hiểm thì không nguy hiểm cô bác, nhưng mà nếu như mà có các bác nào mà lần đầu tiên mà đặt chân tới thì chắc chắn là rất là ghê. Còn như đối với lại là anh em cháu thì những con đường này thì nó hết sức là bình thường đúng không bác. Lớn lên thì nó đã nhìn thấy là những con cầu này rất là nhiều và thậm chí là đi lại lại rất là nhiều rồi. Ở trên này thì cháu Lực nhìn thấy là có một số bà là đang đi lấy cát này cô bác này. Ủa, dưới này thì là cát thì là tha hồ luôn cô bác. Đi một đoạn cho các bác là cùng chiêm ngưỡng về một cái cầu này một chút. Ở đây thì nếu như mà có các bác nào theo dõi được bên anh chị Quyền Yển ấy thì các bác cũng đã nhìn thấy cái cây cầu này rồi. Và hiện tại cháu Lực đang đi được là đâu đó là gần một nửa rồi, nhưng mà cảm giác là nó bị nghiêng các bác ạ. Cứ mỗi một bước chân đi là nó bị rung lắc này. Rồi, xe máy đi thì nó rung rất là nhiều.
Đấy, bên kia thì nhìn thấy là có một số cô thì đang lấy cát này các bác, lấy bằng xe máy. Chỗ này thì hình như là người ta không cho khai thác cát này, nếu mà để người lấy thì được, còn như máy móc vào đây thì không được. Ở trên kia thì cũng có một cái cầu rất là lớn. Cây cầu ở bên kia là nó đi vào cái đường đường quốc lộ của bác. Thành ra là người ta làm đường lớn, cây cầu lớn. Còn cái cầu này thì đi vào trong xá, trong thôn thôi. Đấy, nước thì mùa này là chảy rất là xiết này của bác này. Có rất là nhiều chỗ nó bị sạt, thành ra là dẫn đến là cái nước sông này bị chuyển sang cái màu một cái màu khác luôn, không còn thấy cái màu trong nước nữa rồi. Còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được phép là di chuyển lên trên nhà của chị Thiêm đấy các bác. Buổi sáng thì có điện cho anh Quyền ấy, thì anh Quyền nói là đi đường này lên này. Nhà của chị Thiêm thì cháu Lực cũng chưa lên bao giờ cả các bác, cho nên là một tí sẽ vừa đi và vừa hỏi. Này đi qua mà còn nhìn thấy hơi chóng mặt một chút cô bác ạ. Ở trên này thì có một cái đường bê tông là nhỏ nhỏ thôi cô bác. Cái đường này thì chắc là không có ô tô, là chưa từng vào đây bao giờ cả. Này thì đi được tầm độ là hai con xe máy là chắn nhau được này. Cuối gió ở đây là gió rất là lớn các bác ạ. Thưa các bác, hiện tại thì cháu Lực đã gần đến nhà của chị Thiêm rồi. Thì vừa hỏi các bác hàng xóm ở dưới kia thì còn nói rằng là nhà chị ấy ở phía bên này. Thì bây giờ cháu Lực sẽ cầm là cái tép này đi trước đã. Còn là cái đồ này thì một tí nữa lên trên thì có thể cháu Lực xé, nếu mà chị Thiêm ở đấy các bác thì sẽ nhờ chị Thiêm là xuống cùng cháu lấy lên sau vậy. Không biết là đi đường nào đây. Vừa rồi thì nhà chị thì ở ngay trên này rồi các bác. Thời tiết rất là nắng nóng ở khu này thì cháu Lực nhìn thấy là các cô các bác ở hàng xóm ở xung quanh này thì cũng gạt rồi đấy các bác. Nhưng mà không biết là nhà chị Thiêm ở trên kia thì đã đến mùa gạt chưa. Ôi, ở đây còn có một cái cây đào nở, cái đào, cái cành của nó vươn ra rất là đẹp này các bác này. Đường trên này thì có vẻ như là lấy xe được, thì một tí nữa nếu mà đúng nhà của chị Thiêm ở trên này tôi sẽ quay trở lại và lấy xe lên sau vậy. Ủa, xe này có một con lợn như kiểu lợn rừng ấy. Chị ơi, chị phải chị Thiêm không? Chị Thiêm này à? Ồ, bên này thì có vẻ như là đang làm nhà. Bác à, anh, chị có phải chị Thiêm không? Chị Thiêm này đúng không? Vừa hỏi mãi thì mới bảo là nhà trên này là nhà chị. Em giới thiệu em là Lực ấy. Có một bác ở bên khán giả kênh em thì có theo dõi ở bên anh chị Quyền Hiển ấy, thì có gửi quà cho em. Đấy, và đem bảo nhờ em đem ra cho chị. Vâng, một bao tải thì hiện tại là em đang để dưới xe thì bây giờ em sẽ đi vào lấy sau. Còn em gửi chị là cái tép trước này. Nhà chị là ở bên này à? À, bên đây là nhà của ai đang làm đấy chị? À, ôi, thế là đang đổ móng à anh? Vâng. À, con tép bác ạ. Vâng. Không biết là chị Thiêm đã từng thấy tép này chưa? Chưa. Chưa rồi à? Thế để em đi xuống em lấy đồ từ kia lên đã. Thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã chở đồ là lên trên này rồi. May quá nhờ các bác nhấc lên. Bác, anh hộ em lấy lên với nhá. Nhà chị ở đây à? À. cũng nặng đấy, em nghĩ là chị Thiêm là không không ấy được ấy. Em gửi cho chị Thiêm một cái mic nhé.
thì bị sao ấy, cổ này này. Quá. Qua uống tí. Quá. Về nhà đi em. Vâng. Nhà anh đang làm ở nhà. Em trai rồi. Vâng. Nhà em trai. Các cháu ơi đi đâu hết rồi chị? Đi học à? Vâng. Cái mùa này thì các cháu là đang đi học hết rồi nhỉ? Vâng ạ. Ô bộ với tôi vẫn Hà Lan. Chị là thường là ở tầng trên này hay tầng dưới này chị? Tầng dưới thôi, bây giờ anh Quyền cho ở dưới này thôi. Vâng. Nhưng mà tầng trên ấy thì nóng hả chị, tầng trên ấy? Nóng là anh Quyền bảo em bị ngất nhiều là sợ vâng. Ngất lên xuống. Vâng. Để cho chị ở đây. Thấy tầng dưới này thì cũng khá là thấp của bác này. Ở đâu? Ở trong này thì cũng có giường này, bếp này, là đầy đủ rồi. Đây là bác ở trong nhà hả bác? Không hả, chú đây. À chú bác. Vâng, là chú bên ngoài. À chú bên ngoài. Hôm nay là lên hộ hộ em trai rồi. Vâng. Chị thời gian này ở nhà làm gì chị? Chị thì đưa đón con đi học về. Thế thì các cháu thì có học xa không chị? Một đứa là học ở trong xá tháng cuối tuần đầu tuần mới về nhà. Vâng. Con út là học ở trong thôn. Vâng. Đến giờ đi đón, đến giờ phải đưa đi học. Vâng. Thế chị ngồi xuống để em nói chuyện với chị một chút nè. Vâng. Đây chị lấy ghế. Đây, không? Chị. Không ạ. Em ngồi đi. Chị không có. Thế là nhà ở phía bên kia là nhà bác nhà bố mẹ chị. Vâng. Ở đây thì cái bếp củi chị mà không dùng cẩn thận là cũng khá là nguy hiểm đấy chị ạ, cái bếp này. Vâng ạ. Hôm qua nhà em trai cho nấu bếp ở bên nhà chị. Vâng. Chị cho làm. Vâng. Thế bên này là chị đang ở nhờ nhà bên ngoại ạ? Vâng ạ, bố mẹ bên ngoại thôi. Dạ. Hôm nay các bác thì đi đâu hết rồi chị? Bố chị là mất được 3 năm rồi. À, thế con bác gái? Còn mẹ là chắc bây giờ đang đi xúc cát hay sao ấy. Đây là lấy cát là nhà chuẩn bị làm nhà đúng không? Vâng ạ. Chị thì hộ em trai xem người làm, các chú làm xi măng và cát và cho đồng điều cho em trai, nhìn hộ em trai vào thế. Uống nước đem. Nước này nước gì là đỏ đấy chị? Nước gì nhầm... À, đây là chắc là nước bổ máu à? Vâng ạ. À. Chỉ toàn uống nước đấy thôi. Vâng. Chị Thiêm thì bị như thế thì chắc là toàn là uống nước này là nhiều thôi chị nhỉ? Vâng ạ. Đây, ở trong kia thì có cả thêm là bánh kẹo hay sao chị? À, chị mở được không? Chị cứ mở ra xem đi chị. Vâng ạ. Lần này là em là ra nhà chị là lần đầu tiên cho nên là vẫn phải kiếm đường chị ạ? Vâng. Các cháu thì học thường là đến năm mấy giờ thì về chị? 3:30 phải đi đón. À. Trước là chị ở tầng trên chị nhỉ? Trước ấy. Vâng ạ, trước ở tầng trên. Xong lại chị ngất nhiều lắm thì anh Quyền về quay ấy, bảo là cho chị ở dưới. À, cũng đôi khi là cũng sợ chị ra bên phía lan can này đột nhiên là bị cái là lúc đấy là lao xuống là rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Đây ở phía dưới là có nhiều dép lắm chị ạ. Chị bóc xem. Vâng. Chị thì có vẻ như là rất là sức yếu lắm nhỉ. Em thấy là tay chị cũng nhỏ này. Tay phải chị bị liệt hẳn rồi. À, cái tay bên này là hiện tại không dùng được hả chị? Không dùng được gì ạ. Tay. Đố các kiệu không dùng được, kim cũng không cầm được. Thằng nào vừa rồi em thấy chị là đập cái gì ở kia đấy, em thấy chị dùng bằng tay trái thôi. Vâng ạ. Cái tay bên này thì bị được bao nhiêu năm rồi chị? Được có bé là bị đến bây giờ. Vâng. Được 8 năm rồi. Vâng. Ở trong này thì là quần áo là nhiều thôi chị ạ, ở phần dưới thì nó mới có bánh kẹo hay sao ấy. Ở đây thì chị đang bị một tay của chị thì bị liệt rồi các bác ạ, thành ra là chị kén làm bằng một tay thôi chứ để tránh một số bác thì nói rằng là các bác gửi đồ cho chị ấy, là chị không có tôn trọng này nọ. Có gì chị nói đúng hay sai các bác cũng phải thông cảm đâu. Đấy là dép chị ạ. Vâng. Dép các cháu thì ở dưới này cũng có nhiều chị ạ.
Quần áo thì nó xịn. Vâng. Quần áo cái thời điểm này thì là chuẩn bị dùng được đấy, mùa đông này. Vâng. Chị thì có hai đứa chị nhỉ? Vâng ạ, có hai đứa. Dép này thì chắc là đủ chị dùng đến cuối năm rồi. Chắc thế à. Thế thường thường là chị ăn cơm là một mình chị với lại là các cháu là khác ăn hết à? Vâng ạ. Không đi ra bên nhà bà ăn cơm rồi à chị? Không ạ. Thường em trai về nhà thì nó mua gì về ăn, vâng. Gọi chị mới đi. Vâng. Một tí nữa chị soạn ra sau chị nhé. Một tí nữa soạn ra là bộ nào chị mặc vừa thì chị mặc, còn nhỏ quá thì chị các cháu. Còn là nếu mà ví dụ như các cháu mà không vừa ấy, thì có thể là san sẻ cho những cái hàng xóm ở xung quanh một chút. Vâng. Ôi giời, ôi giời. Thêm là cái chảo nữa. À, em nhớ trên cũng một chảo nữa. Chảo to lắm. Vâng. Đây mặc dù là chị vẫn có đầy đủ rồi cô bác, nhưng mà các bác gửi cho được một số cái. Lắm. Bao này chắc đây dép này. Ôi. Dép này thì có mười mấy đôi hay sao ấy. Này tầm này là các cháu nhà chị là mặc là đeo dép vừa hết nhỉ? Vâng ạ, chắc là thôi. Vâng. Trong này thì là trong này là vẫn là dép này. Vẫn là dép hết rồi. Chị thì có vẻ như là có được nhìn thấy là làm thì chị cũng khá là khó khăn chị ạ. Tại vì là có một tay, chị là làm toàn là một tay là nhiều thôi. Còn quần áo mà dép. Và cái này quần áo thôi đúng không chị? Quần áo với lại dép. Cái chảo. Đấy, chị xem là đồ nào chị dùng được thì chị dùng đi nhá. Vâng. Còn là cái nào mà chị không mặc vừa ấy thì có thể là san sẻ cho hàng xóm ở xung quanh này một chút. Vâng ạ. Em thấy chị là hôm nay là ăn mì tôm mà sao có nhiều mì tôm đấy? Vâng, sáng nay các chú về giúp em trai làm thì vâng. Chị cho các chú ăn mì tôm. Ăn sáng ở đây luôn đúng không chị? Vâng ạ. Ui rồi, cái này thì có vẻ như là mấy đứa đến mùa đông thì cũng tương đối là khá là lạnh như chị nhỉ? Vâng ạ, cũng lạnh. Kẹo sao? Kẹo tí để các cháu về thì cho các cháu chị ạ. Vâng ạ, mấy cái kẹo là gì? Hôm nay ra thì cũng gặp các cháu của cô bác ạ. Chị là cái đứa lớn chị được bao nhiêu tuổi rồi chị Thiêm? Được 8 tuổi. 8 tuổi học lớp, hôm nay học lớp 3. À. Còn đứa nhỏ chị? Đứa nhỏ là mẫu giáo. Đứa nhỏ là học là mẫu giáo á? Vâng ạ. Học mẫu giáo thì có học ở xa, ở gần đây không hay là học xa chị? Đây tầm một cây, trong thôn thôi. À. Thế mỗi lần chị đi đón thì chị đi bộ hay là... Đi bộ thôi à? Chị đón... có biết đưa xe đâu. Đón mấy đứa nhỏ thôi nhỉ? Vâng ạ. Em thấy đường ra nhà chị thì cũng đi rất là khó. Nếu mà để mà chị có tầm xe ba bánh là cũng khó đi ấy chị nhỉ? Đúng rồi. Chị cũng đi được đâu. Thứ nhất là một tay của chị thì không còn linh hoạt được nữa. Và thứ hai thì đường nó đi hơi là khó quá. Vâng ạ. Chị không đi được rồi, tay bị liệt hẳn rồi, giờ quỳ cũng không đi lấy được. Thỉnh thoảng chị con cả của chị về thì chị dọ của con cả cùng chị đi lấy thôi. Vâng. Không một mình chị là chị không dám đi ra rừng, không vâng. Là sợ là bị ngất là không ai biết. Vâng. Thế như chị cho em hỏi thì anh nhà chị ấy, thì là với chị là không ở với nhau được bao nhiêu năm rồi? Không, anh trai là lấy vợ ở Điện Biên, bây giờ đi làm thê lái máy xúc ở Điện Biên. À không, em nói là anh
là chồng của chị ấy, chồng cũ của chị ấy. À, chồng cũ của chị bỏ nhau được 4 năm rồi. 4 năm. Vâng ạ. Thế là lúc lúc đấy là có bé rồi. Có bé hết rồi đúng không? Vâng ạ. Xong là chị bị ngất nhiều lắm, là tay chị không hoạt động được nhiều ấy, không đi lao động được nhiều thì bị ngất nhiều lắm nên nó không không lấy chị, xong là chị lấy dọ cả hai đứa con cùng chị về ở bên mẹ. Vâng. Thì chị mới ở đây. Thế là chồng cũ của chị thì trước ở trước trước có xa không chị? Xa ở bên Xín Mần ạ. À? Bên là Xín Mần á? Vâng ạ. À. Xín Mần xá tà nhiều ấy. À vâng. Thế là chị ở bên đấy thì xong là anh thấy chị như thế thì lúc đó thì anh mới mới không đồng ý lấy chị nữa. Vâng ạ. À. Là mới bảo chị về đây. Vâng ạ. Chị đang bầu bé bởi vì mắc bệnh đấy là bầu là bị ngớt nhiều ấy. Vâng. Xong là chị mới nó bảo là bỏ chị thì không yêu con nữa, không yêu chị nữa thì chị mới quay lại ở với bố mẹ. Wow. Lúc đấy chị quay lại là bố vẫn còn. Wow. Xong là chị sinh được bé là được 1 tuổi rồi, xong là bố chị mới mất. Wow. Thế là từ trước đến giờ chị về thì là chị ở bên bên chuồng trâu này là nhiều thôi à? Vâng ạ. Chị xin bố của chị ở chuồng trâu, nếu cùng bố mẹ ở trong nhà kia là anh trai nữa, là em trai nữa, ai cũng lấy vợ rồi thì bố anh cả hai vợ chồng em trai và anh trai nữa thì quay lại về nhà thì không có chỗ ngủ. Vâng. Xong là chị mới xin bố ở chuồng trâu này. Cái này thì là trước là chị ra ở thì mới lấy trâu để chỗ khác, hay là đợt đấy là nào? Không, đợt đấy đi mẹ bố mẹ là máy sát để rồi, sát gạo ấy. Vâng. Xong bây giờ anh Quyền nói chứ, xong là mẹ mới chuyển máy sát để trong nhà kia. Vâng. Thế trước là chị ở tầng trên là được mấy năm ấy nhỉ thế? Được 2 năm. 2 năm xong là chị bị cứ ở trên này bị ngất nhiều lắm. Vâng. Xong là anh Quyền thấy thì anh Quyền mới bảo là ở dưới này mới mắt và bị ngất, sợ là ngồi ở trên bậc thang đấy là sợ bị ngất là rơi xuống. Wow. Không may và thế. Thế thì chị bị như này thì thường thường là một ngày là chị bị tầm bao nhiêu lần thế? Nếu trước là bị một ngày tầm 5-6 lần. Bị ngất đi chị không biết gì. Hôm kia chị cũng này, trời sắp mơ là bị này bị ngất, là xong chị bị ngá kia chị không biết gì này. Thế là đây là lúc mà chị bị ngá là coi như là lăn quay xuống té nên là bị như thế này hả chị? Vâng ạ. Đâm đau không biết, chị tỉnh lại chị mới xem là chân đau như thế. Thế cái lúc đấy thì là có ai phát hiện hay là em trai ở gần đấy. Không, em trai ở kéo chị lại. Không là chị rơi xuống ruộng cái kiểu. Vâng. Nhưng nếu mà chị bị như này là đi đâu một mình ấy, là bị từng đột nhiên mà bị cái là bị ngã xuống mà không may là cũng rất là nguy hiểm, nên là chỉ cần đi xuống ruộng xuống nương thôi là những lúc mà mình không thở được ấy, ngã xuống úp mặt xuống là mình không thở được ấy là nguy cơ rất là cao. Vâng ạ, đúng rồi em. Trước bây giờ chị cũng một mình, chị cũng không dám đi đâu, trời nắng và trời mưa ấy. Chị vâng. Cũng ở nhà. Thế là lần gần đây nhất của chị là hôm kia là bị à? Vâng ạ, hôm kia chị bị ngớt ấy, chị bị ngớt, bị ngá chân đen như thế này, chị cũng không biết làm thế nào nữa. Vâng. Tỉnh lại chị mới biết. Vâng. Thế như trước thì em cũng có theo dõi ở bên anh Quyền ấy thì cũng đưa chị đi tận đâu khám thì đợt đấy về thì... Không phải đi khám, vâng. Bảo là bà ở tít Lạng Sơn, Lạng Sơn, Bắc Giang cơ. Vâng. Xong qua đấy đi lấy thuốc về uống cũng không khỏi. Hôm kia chị cũng bị ngất đi 2-3 lần. Vâng. Đợt đấy chị... thì em cũng theo dõi ở trên kênh ấy, thì thấy là anh Quyền thì đưa chị đi ấy, thì thứ nhất thì chắc là cái này thì cũng bị rất là lâu năm rồi chị nhỉ? Chị bị từ bé rồi, chị được 8 tuổi là bị đến bây giờ rồi. Thế là bị từ 8 tuổi thì là cứ bị thỉnh thoảng là cứ bị ngất thế thôi hả chị? Vâng ạ. Nhưng mà đến lúc cái lúc nào mà mình hay bị nhất chị? Chị cũng không biết. Thế là nó đột nhiên bị thôi à? Ừ, vâng ạ.
Bị thỉnh thoảng như mình ngồi như thế này cũng ngất, lúc nào chị cũng không biết gì, Và tỉnh lại mới biết. mình không làm gì là cũng bị, Vâng đúng ạ, mình không làm gì cũng bị. không? Nhưng mà nếu mà bị là thời tiết mà nắng nóng như này thì em nghĩ là nó hay bị đấy chị nhỉ? Vâng ạ, nắng nóng thì chị không đi chống nắng được, thì chị ngồi trong đấy ngắm cảnh Và rồi chị không bao giờ đi làm được. cuộc sống thì phải nói là rất là thường chị Thiêm của bác ạ, bị từ nhỏ rồi và đến khi lớn lên thì cũng nghĩ được rằng là mình đã tìm được một một nơi mà biến đố của cuộc đời mình rồi, có người chăm sóc lo lắng cho mình những lúc mà mình bị như thế này. Thỉnh thoảng thì cũng có quay lại thăm các bé gì không chị? Không à, không hỏi thăm, không gì cả. Và Từ bé chị đỡ cả là cùng, cũng là cùng bố mẹ nuôi cho chị. Bây giờ đỡ út là chị cũng đang bầu chưa sinh đâu, chị lại quay lại bên này. mà Xong ở trong bên nhà chồng ấy, suốt ngày đi lấy củi lấy cỏ một mình chị, từ đi lấy xong là bị ngất. Bao nhiêu lần không biết, ở trong rừng tỉnh lại chị mới vác củi vác cỏ về nhà. Xong là chồng của chị cũng đi làm thuê, nó cũng đến nhà cũng lấy tiền cho chị tí nào. Xong là chị bảo nghĩ bảo là ở bên này không ai thương cả, xong là chị mới quay lại với ở bố mẹ. đấy, Thì rất là may là chị quay lại đây, các bác các anh là các em của chị là vẫn còn là ra dạo vòng tay đón chị với lại là các cháu quay trở lại. Nếu như mà đây là em thử nói nếu như thôi mà chị quay lại đây mà các bác anh ở đây mà không có đồng ý thì không biết là chị sẽ phải là đi cái nơi nào nữa. giờ chị cũng nghĩ là cùng con ở các anh Quyền nữa về quay thì giúp đỡ chị, thì cố gắng nuôi con khôn lớn biết kiếm ăn, thì sau rồi bây giờ chị cũng không biết nghĩ gì nữa. Phải nói là cái cuộc sống hoàn cảnh của chị Thiêm thì phải nói là rất là đặc biệt của bác ạ. Ở đây thì nếu mà như các bác có theo dõi được rằng là cái lúc mà chị anh Quyền là bắt gặp chị đang bị đấy là rất là nguy hiểm. Nói là em nhìn trên em nhìn thêm những cái video mà anh Quyền đưa lên thì khi mà em xem em cũng rất là sợ chị ạ. Tại Vâng. vì những cái trường hợp đó thì hầu như là em chưa gặp bao giờ cả. Vâng. Lúc đấy thì không biết là phải làm mà sao nữa. Nhưng ở đây thì ban đêm thì chị có hay bị không hay là chị bị như ban ngày thôi? Ban ban đêm cũng cũng bị. Ban ngày cũng bị, thì Wow. thỉnh thoảng chị đi đón con ấy, trời nóng nóng như thế này chị đi đón con cũng bị ngất ở trong đường. Tỉnh lại chị mới quay lại Wow. đưa đón con thế. Nhưng buổi đêm chị ngủ với các con ấy thì bị như thế thì các cháu ấy thì là lúc đấy là có thường hay gọi bà không hay hay là như nào chị? Không à, bé của chị nó không không biết gì đâu, lúc chị bị nó còn biết đánh nhau hay cần nếu hai đứa nhau đỡ cùng nhau thì nó đánh nhau cười thôi, nó không chưa biết gì đâu em ạ, bởi vì nó còn trẻ nó không biết gì, chị cũng chả biết nói cái gì nữa. Và các cháu thì nó còn là nhỏ thành ra là nó cũng khó. Cháu Lực cũng mong rằng là cháu Lực chia sẻ về cái hoàn cảnh của chị Thêm lên đấy để có các bác cô chú anh chị ở trên kênh cháu Lực yêu quý và gửi những cái phần quà tới cho chị Thêm về cuộc sống cũng như là giúp đỡ cho chị Thêm để mà giúp cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn thì chị mới đỡ thôi chứ bây giờ chị Thiêm thì phải nói là đi làm thuê thì làm không được mày, mà kể cả làm những công việc ở gia đình của mình thì cũng làm không được luôn các bác. Đúng em Như nếu mà chị mà không bị như thế này đấy thì có thể là thôn ở làng có công việc gì ấy, thì mình còn đi làm thuê được, nhưng mà ở vâng đây thì mình bị thế thì chắc chắn là không ai thuê mình rồi vâng chị nào. Người khác nhìn thấy mình như thế thì còn sợ. vâng nó sợ nó không dám xem đâu. Và Chị bây giờ ai thuê chị cũng không dám đi làm, bởi vì cũng muốn đi làm rồi nhưng mà tay thì không cầm cầm dao cầm gì được, thì chị cũng không biết làm thế nào nữa.
Bây giờ có ngày chị nghĩ đi nghĩ lại không có tiền mua gì cho con nữa và lấy gì cho con thì chị cũng nghĩ chán. Chị đã từng bao giờ mà cuộc sống mình như thế, bế tắc thế, chị có giờ từng bao giờ nghĩ quẩn bao giờ chưa? Có, trước chị cũng nghĩ bảo là nếu mình mất đi thì con còn nhỏ, còn bé, không có mẹ, không có bố nữa. Chị thì thương hai đứa con, không là chị cũng, nếu không có hai đứa con chắc chị cũng mất lâu. Bởi vì nhìn hai đứa con mà sống thôi. Trong nhà thì cũng nhìn thấy là chị cũng có khá là nhiều đồ đạc ở đây, thì chắc là bên anh Quyền là cũng lấy lên nhiều chị nhỉ? Vâng, anh Quyền ấy cho thôi. Chị cũng hết, sắp hết gạo hôm qua, chị định gọi cho anh Quyền lấy gạo cho chị nhưng mà chắc vài ngày nữa chị cũng hết gạo rồi. Vâng. Thế thì nếu mà hôm nào mà anh Quyền lên không được thì em điện cho anh Quyền rồi thì em sẽ lấy gạo vào cho chị một chút. Vâng. Hôm nay thì thứ nhất là em cũng không biết là nhà đường xá lên nhà chị thế nào. Và thứ hai thì em cũng lai đồ nó khá là nhiều, thành ra là em không mua được đồ đạc nhiều. Vâng. Thì rất là mong là chị thông cảm cho em. Để vâng, lần sau em lên thì em sẽ xem là chị cần cái gì thì em có thể làm xin các bác là trích cái quý của các bác ra một chút. Vâng. Em cũng mong muốn các bác, các ông, các chú cũng giúp đỡ em và chị em. Cố gắng giúp, mà bây giờ chị cũng chả biết nói gì nhiều. Ở trong này thì ngồi một lúc thôi cô bác, thấy là không khí là rất là nóng rồi. Cái cây thuốc này thì là chị đi mua về hay là ai đem cho chị? Chị đi xin nhà thím, thím trong kia nó trồng có nhiều cây thì chị đi xin. Cái này thím là nó thuộc dạng có cây hả chị? Nước này? Vâng ạ. Nhìn là trong đỏ lò mà như máu này các bác này, rất là đỏ. Bởi bên này nếu mà không lấy tấm pro này ấy thì bên kia nó là củi rồi. Vâng. Thế bây giờ ba mẹ con chị là sinh hoạt là ở trong cái góc nhà nhỏ nhỏ này chị? Vâng ạ. Thế nào cũng ở trong nhà này thôi em. Vâng. Chị thì nhà cũng không có nhà, đất thì cũng có đất đai gì cả. Vâng. Bây giờ ở bên bố mẹ. Thế chị bây giờ ở bên này thì là như cái phần gọi như là ruộng nương thì chị là không có một chút nào đúng không? Không à, không có chút nào, nếu có chị cũng không làm được đâu ạ. Vâng. Bởi vì tay phải của chị nó bị liệt hẳn, nó không cầm được gì ấy. Vâng. Chị là ở đây là chị có mấy anh em? Ba anh em à? Chị là cả hai ạ. À? Vâng. Có anh trai và em trai. Dạ. Em trai đi bộ đội được về năm ngoái. Dạ. Năm nay nó làm nhà nước hỗ trợ làm nhà kia là 4 mấy triệu ấy. Dạ, vâng. Thế là anh chị là em là cũng đang được nhà nước là hỗ trợ rồi, em trai của chị ấy. Vâng. Dạ. Và em cũng đi làm thuê tí nữa. Vâng. Thì có tiền làm nhà. Vâng. Em ra nhà của bác của chị. Rồi nhà, có vẻ như nhà bác của chị thì cũng làm lâu lắm rồi chị nhỉ? Lâu lắm rồi, đời của chị ấy. Ồ, đấy là có những cột thì tôi được nhìn thấy 28 năm rồi em ạ. Đấy là những cột thì đã bị là hầu như là mọt hết rồi. May là các ra bên này các bác và các anh là còn thương cho nhờ ở bên này thôi đấy cô bác. Cái này là nước gì mà sao mà đục thế chị? Nước này là để uống à? Vâng ạ, lấy uống em ạ. Nước này thì có vẻ như đục rất là nhiều này cô bác này. Ra phía bên này thì có vẻ như là các bác các chú là đang làm nhà. Đang làm nhà hộ em trai. Vâng. Ủa, nếu mà bây giờ ở trên này chắc là nóng lắm ấy chị nhỉ, trên này ấy. Nóng lắm em ạ. Trước chị cũng ở trên này thôi nhưng mà anh Quyền bảo là không cho chị ở trên. À. Ở dưới nên mới mát bật thế. Vâng. Ra. Vâng chú ạ. Bên này là cũng uống nước đỏ đỏ này à chú? À thế là ra phía bên này là hầu như là đa số là ai uống nước này nhỉ?
Đây là nhà của anh nhá anh. Không phải, em trai không ở nhà rồi. Thế em chị đi đâu rồi? Đi làm rồi. Làm, à đi làm à? Đi làm Hà Giang. Thế đi làm xong là gửi tiền về cho các cậu, các chú làm thôi. Đây là làm nhà cấp 4 hay là làm nhà nào như nào chị? Chắc nhà cấp 4 rồi. Tiền không có nhiều là chứ thế. Này thì được một phần là bên xá là hỗ trợ của bác. Hỗ trợ là cái khoản là 4 đến mấy triệu nữa. À 4 đến 4 triệu à? Ui, cũng nhiều ấy nhỉ. Chị Thiêm có được hỗ trợ một chút nào không? Không ạ. Không được bác. Chị ở Trung Châu đấy, xin bố mẹ chị ở đây. Thế là chị bây giờ khẩu chị là vẫn ở bên kia hay là ra bên này rồi? Không, chị không cắt khẩu đi đâu ạ. À thì không cắt khẩu đi đâu đúng không? Chưa kết hôn gì cả. Dạ vâng. Kia có con rắn gì kìa. Gửi cái phần quà của bác của cô Nguyệt là tới cho chị Thiêm rồi cô bác. Rất là mong là sau khi mà cháu được chia sẻ cái video này lên thì rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác, sự yêu quý của các bác dành tặng tới cho chị Thiêm để sau cháu được tiếp tục là vào thăm hoàn cảnh của chị Thiêm với lại thêm là các cháu nữa. Hôm nay thì ra thì không có gặp các cháu của bác ạ. Thưa các bác, đang từ nhà chị Thiêm xuống thì gặp tắc đường. Chắc có lẽ là tối nay sẽ phải là cái muộn hơn. Thời điểm này thì là nếu mà các bác lên trên vùng cao ấy thì có đi du lịch ấy thì các bác hết sức là thận trọng. Các bác phải là xem thứ nhất là dự báo thời tiết này. Và thứ hai thì các bác phải xem là cái tuyến đường các bác đi thì có bị là sạt lở thế nào không. Xem là bên chính quyền người ta có đang đào đất, đang đào đường và làm lại đường không các bác nhé. Nhưng mà nếu các bác đi du lịch thì tầm như này tác độ tầm 3 đến 4 tiếng thì lại là chế cái việc là của các bác là đi du lịch rồi. Đấy, có lẽ là cái video này của bác cũng xin được là kết thúc ở đây đâu các bác ạ. Và bây giờ thì sẽ phải là chờ đợi cái tuyến đường cho người ta thi công đó. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở ngày sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào các bác. Mm-hmm.